Các quý vị ứng dụng cho phép học sinh tham dự qua điện thoại thông minh. Tin từ Thượng Hải, Trung Quốc, hai sinh viên ở trường đại học Phúc Đáng thuộc thành phố Thượng Hải đã phát triển thành công một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ứng dụng này rất hữu ích với các bạn sinh viên, học sinh ngại giơ tay phát biểu hoặc là đưa ra câu hỏi trực tiếp ở lớp. Với ứng dụng có tên là Zenk, các sinh viên sẽ quét một mã phản hồi nhanh lên màn hình điện thoại thông minh để trả lời câu hỏi. Các câu trả lời sẽ được đối chiếu và gửi lên thầy giáo. Mục đích của ứng dụng này là tăng cường sự tương tác giữa sinh viên và giáo viên nhằm đưa việc tham gia lớp học trở nên hiệu quả hơn. Hai sinh viên, Ding Su và Zhang Siyu, đã mất 3 tuần để phát triển phiên bản đầu tiên của ứng dụng này hồi năm ngoái. Hiện ứng dụng Zhang đã được sử dụng ở hơn 40 lớp học của trường đại học Phúc Đáng, Đại học New York, Đại học Thượng Hải và một số trường trung học ở Hoa Kỳ. Các sinh viên cho biết, ứng dụng này giúp ích rất nhiều cho các học sinh, sinh viên ngại đưa ra câu hỏi trước lớp. Ứng dụng đang được tải miễn phí nhưng người tải phải nhận được lời mời từ hai sinh viên điên su hoặc giang su si hai người cho biết một số nhà đầu tư đã tiếp cận với họ nhưng cặp đôi nói đang tập trung cải thiện ứng dụng và chưa có kế hoạch thương mại rộng rãi ra thị trường